hai viên chiến nó chết rồi không bạn. Yes. Team Việt Nam nè, số 1 Việt Nam rồi. Không, số 1 Việt Nam. Bạn số 1 á bác. NT Dũng Gam Minh kìa. Ghê à. Số 1 Việt Nam hả? Ghê á, gắn hả? Nhớ rồi bác Hy ơi. Team sau lưng nha. 2, 4, 5, hồi 2 team đó bác. Qua chung cư rồi. Nó lướt luôn nè. Nhà Doraemon đấy nha. Nhà Doraemon hả? Nhà Doraemon bên đây rồi. Hay rồi, hay rồi. Còn nãy lại nó cover mình mà nó chết luôn mới ghê. Đấy thế nhở? Cung tôi muốn chết luôn bác ơi, mới chạy xe vậy chết tôi rồi. Ơi sau lưng, sau lưng nope. Ôi rồi clear em quăng á, cái này mua phải em quăng á. Toàn thằng hướng 105. Biết rồi nè. Đánh đá đúng không? Xe lên. Tìm nha. Làm nghe rồi. Từ từ bác xí rồi.
Nó nhà bên kia nha bác. Bên nào? Ok. Thằng bộ mình nó đi lút đồ hay gì ta? Đúng rồi, nó qua đó đứng xếp tụi nó đó. Nó ngoài bò á, nhà ra ngoài bò. Đi rồi, nó đi rồi, nó đi rồi. À, có thằng tầm gần, có thằng gần. Say what? Yên. Thằng gần nha bác. Bác, kèm kèm thằng gần đi. Nó hiểu rồi, nó hiểu rồi. Anh kia chạy lẻ ngoài mình. Ơi nó gần. Anh nghe ơi. Ờ nó kè tôi. Xâm nhập nhà nè. Nó bị bắt, cẩn thận nha. Em kem kem một team bên đây đã ép tới rồi. Má chết trời. Hai thằng còn hai thằng nha xít. Cổ yếu rồi, không công được, em không công được, để cho em chống á. Còn một phải không ship? À nó dưới này. Rồi nó đó. Ngay xe hoàng gào. Hai viên. Giết nó ship rồi. Không qua. Yes. Thấy chưa mới thấy. Hay chưa mới thấy. Lên tài vãi liền luôn. Hắn có hai pha hay lại luôn. Pha kia.